Chương trình Vietcase Tonight được bảo trợ bởi Kim Loan và Thi Loan được thành lập hơn 17 năm. Chúng tôi sản xuất các loại giò chả, nem chua, chả cá với sự kiểm duyệt của USDA và FDA. Công ty có thêm dòng sản phẩm mới là 3 loại bánh bao rất thơm ngon. Gọi ngay 714-657-5901. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Phoenix Star Insurance, công ty duy nhất cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu bảo hiểm của quý vị. Kính chào toàn thể quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Vietcase Tonight. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức buổi tối ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 1 tháng 11 năm 2024. Sau đây là các bản tin chính. Cố vấn đặc biệt Jack Smith tìm kiếm các lựa chọn pháp lý nếu cựu Tổng thống Trump đắc cử. Khoảng cách giới tính giữa những người ủng hộ bà Harris và ông Trump. Tổng trưởng lý Arizona điều tra phát biểu của cựu Tổng thống Trump về bà Liz Cheney. Báo cáo việc làm cuối cùng trước ngày bầu cử được công bố. Thẩm phán gửi trả hồ sơ vụ ghi danh trúng thưởng của Elon Musk về tòa tiểu bang. Tránh California có thể sớm đạt được mức lương tối thiểu cao nhất nước. Công nhân của Boeing sẽ bỏ phiếu vào thứ hai về hợp đồng mới. Và tránh mất ngủ vì thay đổi giờ vào cuối tuần này. Và thưa quý vị, đó là các bản tin chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị. Bản tin đầu tiên do anh Dũng trình bày. Vâng, thưa quý vị, cuộc bầu cử năm 2024 sẽ quyết định một số các bước đi tiếp theo liên quan đến hai cuộc điều tra về cựu Tổng thống Donald Trump. Văn phòng cố vấn đặc biệt ông Jack Smith đang chuẩn bị cho sự trừng phạt, trong khi vẫn tìm cách tìm kiếm một số các lựa chọn pháp lý nếu như cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Cựu Tổng thống trước đây đã từng nói rằng ông sẽ nhanh chóng sa thải công tố viên đặc biệt Smith nếu ông này trở lại phòng bầu dục. Hành động này sẽ chấm dứt các vụ án hình sự liên quan đến việc cựu tổng thống giải quyết các tài liệu mật và nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ không thể truy tố một tổng thống đương nhiệm. Tuy nhiên, những người được thông báo liên quan đến vấn đề này cho biết là công tố viên đặc biệt Jack Smith và các quan chức tư pháp sẽ tìm kiếm lời khuyên pháp lý về việc liệu một tổng thống đắc cử có thể bị truy tố hay không. Hướng dẫn này sẽ xác định hướng hành động tiếp theo. Các công tố viên cũng đang chuẩn bị cho khả năng quốc hội do đảng Cộng hòa lãnh đạo sẽ điều tra những công việc của họ. Đồng thời, họ cũng phải đối mặt với một vấn đề khác. Tuy chỉ là những nhân viên lâu năm và chỉ là những luật sư tại cơ quan, nhưng chỉ cần tham gia vào nhóm cố vấn đặc biệt của ông Jack Smith cũng có thể đồng nghĩa với việc là họ cũng sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cựu tổng thống nếu ông tái đắc cử. Trong khi đó thì các nhân viên được phân công đến làm việc tại văn phòng cố vấn đặc biệt sẽ không phải lo lắng về công việc của họ. Họ không phải là những người được bổ nhiệm chính trị giống như ông Smith và do đó không thể bị sa thải theo chỉ đạo của Tổng thống. Và nếu như Phó Tổng thống Kamala Harris thắng cử thì hai vụ án hình sự này sẽ vẫn tiếp tục. Sau đó thì các công tố viên riêng lẻ sẽ phải quyết định là có nên tiếp tục điều tra vụ án để đưa ra xét xử hay không. Và điều này có thể cũng sẽ mất nhiều năm. Phát biểu với Jake Tapper của CNN thì phóng viên Caitlin Hollands cho biết là cô đã nói chuyện với một số người về những gì sẽ diễn ra tiếp theo từ việc cố vấn đặc biệt. Một người trong Bộ Tư pháp cho biết là cố vấn đặc biệt Jack Smith không phải là kiểu người dễ chịu đầu hàng nếu như cựu Tổng thống Trump đắc cử. Ông ấy vẫn có thể sẽ tiếp tục cho đến khi phải đối mặt chính thức với các tuyên bố sẽ bị sa thải trong vòng 2 giây từ cựu Tổng thống. Tôi nghe nói rằng rất nhiều người trong số họ hiện đang nghĩ về việc phải làm gì tiếp theo. Phóng viên Poland tiếp tục. Họ có muốn tiếp tục làm những công việc đó hay không? Họ có rời đi không? Hay là họ sẽ chuẩn bị thế nào cho cuộc điều tra rất có thể xảy ra từ quốc hội đối với họ và những cuộc điều tra khác mà họ có thể cần đến những luật sư riêng của mình? Đó vẫn còn là một câu hỏi phía trước. Cái đó là tin về khoảng cách giới tính giữa những người ủng hộ bà Harris và ông Trump. Các cuộc thăm dò cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang trong cuộc đua rất căng thẳng và khít khao. Trong khi bà Harris có lợi thế với cử tri nữ, ông Trump lại có lợi thế với cử tri nam giới. Những cuộc thăm dò đang diễn ra khi những phát biểu về phụ nữ tại các sự kiện của ông Trump đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Trong cuộc chạy nước rút cuối cùng hướng tới ngày bầu cử 5 tháng 11, các cuộc thăm dò cho thấy sự phân chia giới tính rõ rệt. Bà Nikki Haley là cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đã cho biết rằng
các bạn có các chương trình liên kết thực hiện quảng cáo về việc gọi bà Kamala với từ ngữ thô tục của một gái làng chơi, hoặc là bạn có những diễn giả tại Madison Square Garden ở New York ám chỉ bà ấy cùng với những tên Marco. Đó không phải là cách để giành được sự ủng hộ của phụ nữ. Đó không phải là cách để giành được sự ủng hộ của những người lo ngại về phong cách của ông Trump. Trong một cuộc tụ tập tranh cử tuần này, cựu Tổng thống Trump đã nhấn mạnh vào một câu nói về việc bảo vệ phụ nữ, một thông điệp mà ông cho biết các cố vấn của ông đã cảnh cáo chống lại việc sử dụng bởi vì chúng khơi lại tai tiếng về vụ ông Trump đã khoe việc sờ mó những nơi nhạy cảm của phụ nữ, bất kể họ có bằng lòng hay không, trong biến cố Access Hollywood hồi năm 2016. Cựu Tổng thống Donald Trump đã tiếp tục nói, tôi trả cho những tên cố vấn này rất nhiều tiền, bạn có tin không? Nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ làm dù phụ nữ có thích hay không, tôi sẽ bảo vệ họ, trong ngoặc kép. Chiến dịch tranh cử của bà Harris nhanh chóng ghi nhận những phát biểu này và ghép đoạn clip với những tuyên bố chống phá thai của ông Trump trong một video thu hút hơn 2.4 triệu lượt xem trên mạng xã hội X. Bà Harris tiếp tục nêu bật những bình luận trong một cuộc họp báo ngắn và hiếm hoi, và sau đó tại một cuộc vận động ở Reno, Nevada, nơi bà nói rằng ông Trump đơn giản là không tôn trọng quyền tự do của phụ nữ hoặc trí thông minh của phụ nữ trong việc đưa ra quyết định về cuộc sống của chính họ. Chiến dịch của bà cũng chỉ trích ông Trump vì khẳng định hôm thứ Năm rằng cựu ứng cử viên Tổng thống Robert F. Kennedy Jr. sẽ làm việc về sức khỏe phụ nữ trong một kép trong chính quyền Trump thứ nhì. Bà Harris cũng đưa ra những vấn đề tác động đến phụ nữ như là quyền tự do chọn lựa sinh sản và trọng tâm chiến dịch tranh cử của bà, và phản bác lại tuyên bố của ông Trump rằng ông sẽ đóng vai trò là một người bảo vệ phụ nữ trong một kép. Phó Tổng thống Kamala Harris nói, tôi nghĩ rằng thực ra điều đó xúc phạm đến phụ nữ rất nhiều khi không hiểu được quyền tự quyết, thẩm quyền, quyền lợi và khả năng đưa ra quyết định về cuộc sống của chính họ, bao gồm cả cơ thể của chính họ. Chiến dịch tranh cử của bà Harris gần đây đã tung ra những quảng cáo mới nhắm vào nam giới ở các tiểu bang chiến trường và tiếp tục tiếp cận họ khi nỗ lực thu hẹp khoảng cách mà bà phải đối mặt với cử tri nam giới đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc chạy đua. Một công tố viên hàng đầu ở tại tiểu bang Arizona, một đảng viên Dân Chủ, đã lên tiếng cho biết vào ngày hôm nay thứ Sáu rằng văn phòng của bà đang điều tra xem ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, có vi phạm luật tiểu bang Arizona hay không khi có những lời phê bình đối với cựu dân biểu Liz Cheney. Cựu Tổng thống Trump đã gây nhiều phẫn nộ vì các bình luận mà ông đưa ra về cựu dân biểu Liz Cheney tại một sự kiện vận động tranh cử tại tiểu bang chiến trường Arizona vào ngày thứ Năm hôm qua. Chiến dịch tranh cử của ông cho biết là cựu tổng thống đã chỉ trích bà Cheney là một kẻ hiếu chiến, nhưng những người chỉ trích đã lên án các phát biểu này và bằng chứng cho thấy ông sẽ nhắm vào kẻ thù của mình nếu như ông giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tuần tới trước thành viên Dân Chủ Kamala Harris. Bà ấy là một kẻ hiếu chiến cấp tiến, cựu tổng thống đã nói về cựu dân biểu Cheney. Hãy để cho bà ấy đứng đây với một khẩu trường, với một khẩu súng trường, một khẩu súng với 9 nòng nhắm vào bà ấy, được không? Và hãy xem bà ấy cảm thấy thế nào về điều đó. Bạn biết đó, khi những khẩu súng chĩa vào mặt bà ấy. Phát biểu với một đài truyền hình địa phương vào ngày hôm nay thứ Sáu, thì Tổng trưởng lý Arizona và Chris Mayer cho biết là ông Trump có thể đã vi phạm luật tiểu bang Arizona cấm việc đe dọa giết người. Tôi đã yêu cầu giám đốc bộ phận hình sự của mình bắt đầu xem xét về tuyên bố đó, phân tích xem liệu nó có đủ cấu thành là một lời đe dọa giết người theo luật của Arizona hay không. Bà đã tuyên bố với đài 12 News. Bà Mayes cũng cho biết vẫn chưa rõ liệu bình luận của ông Trump có phải là quyền tự do ngôn luận được bảo vệ hay chỉ là một lời đe dọa bình sự hay không. Đây là câu hỏi, liệu nó có vượt quá giới hạn hay không? Điều này thật đáng lo ngại, bà nói. Đó là kiểu điều một khiến cho mọi người tức giận và làm cho tình hình của chúng ta ở Arizona và các tiểu bang khác trở nên nguy hiểm hơn. Chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống thì cho biết những phát biểu của ông đã bị hiểu sai. Trong đó, họ nói, Tổng thống Trump hoàn toàn đúng khi nói rằng những kẻ hiếu chiến như Liz Cheney rất nhanh chóng sẽ khởi động chiến tranh và cử những người Mỹ khác đi chiến đấu với họ, thay vì tự mình tham gia việc chiến đấu. Phát ngôn viên Caroline Levitt đã cho biết trong một tuyên bố, cả Phó Tổng thống Harris và bà Cheney, cựu thành viên Cộng hòa hàng đầu tại Hạ viện Hoa Kỳ, người đã ủng hộ nỗ lực tranh cử vào Tòa Bạch Ốc của Phó Tổng thống Harris, đều lên án mạnh mẽ những bình luận của cựu Tổng thống. Bà Harris nói với các phóng viên rằng ông Trump ngày càng mất ổn và mất trí. Bất kỳ ai muốn trở thành Tổng thống Hoa Kỳ mà sử dụng loại ngôn từ bạo lực đó, rõ ràng là không đủ tư cách và không đủ trình độ để trở thành Tổng thống, bà Harris đã nói tại Madison, Wisconsin trong cuộc vận động tranh cử ngày hôm nay.
Cái đó là bản tin về kinh tế, báo cáo việc làm cuối cùng trước ngày bầu cử được công bố cho thấy mức tăng rất thấp. Bản báo cáo việc làm cuối cùng trước ngày bầu cử năm tháng 11 cho thấy mức tăng trưởng chậm hơn dự kiến vào tháng 10, với chỉ có 12.000 việc làm mới được tạo ra. Các kinh tế gia đã dự đoán rằng các cơn bão dữ là Helene và Milton cũng như cuộc đình công của công nhân hãng sản xuất phi cơ Boeing vào tháng trước sẽ tác động đến dữ liệu việc làm, và kết quả đúng như họ dự đoán. Con số việc làm mới của tháng 10 đã cho thấy thấp hơn nhiều so với mức tăng dự kiến là 112.000. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 4.1%. Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết ngành công nghiệp đã mất tới 46.000 việc làm vào tháng 10, phần lớn là do công nhân đình công tại Boeing. Điều đó có nghĩa là những công việc đó sẽ sớm quay trở lại khi công đoàn và công ty đạt được thỏa thuận, sớm nhất là vào ngày thứ hai tuần tới. Nhưng hồ sơ việc làm của ngành sản xuất trong năm qua có vẻ không gây ấn tượng sâu đậm. Tính cho đến thời điểm hiện tại trong năm nay, ngành sản xuất chỉ tăng thêm có việc làm trong 4 trong số 10 tháng qua, tính đến tháng 10. Và mức tăng hàng tháng lớn nhất chỉ là 7.000 việc làm trong tháng 4. Trong cùng thời kỳ năm ngoái, ngành sản xuất đã tăng thêm việc làm trong 5 trong số 10 tháng, với mức tăng lớn nhất vào tháng 9 năm 2023 là 13.000 việc làm được tạo ra. Trong một bản báo cáo riêng được công bố vào ngày thứ Sáu, Viện Quản lý Cung ứng đã báo cáo rằng hoạt động kinh tế trong lĩnh vực sản xuất của Hoa Kỳ đã giảm vào tháng 10 trong tháng thứ 7 liên tiếp và đánh dấu lần thứ 23 trong 24 tháng hoạt động này bị thu hẹp. Ông Timothy Fiore là Chủ tịch Ủy ban Khảo sát Doanh nghiệp Sản xuất ISM cho biết trong một thông cáo rằng nhu cầu vẫn ở mức thấp vì các công ty tiếp tục cho thấy sự không muốn đầu tư vào vốn lớn và hàng tồn kho do lo ngại về lạm phát tái diễn hoặc là về định hướng chính sách tiền tệ của liên bang theo các chính sách tài khoá do cả hai đảng lớn đề nghị. Một nhà sản xuất máy móc nói với ISM rằng doanh số bán hàng rất chậm trong 6 tháng qua, nhưng có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu bị dồn nén và sẽ được thực hiện sau những biến cố lớn trôi qua, nhất là cuộc bầu cử và sự bất ổn tại vùng Trung Đông. Một thẩm phán liên bang tại tiểu bang Pennsylvania đã trả lại tòa án tiểu bang một vụ kiện chống lại ông Elon Musk và Ủy ban Hành động Chính trị của ông về việc trao tặng rút thăm có thưởng 1 triệu Mỹ Kim mỗi ngày cho các cử tri đi ghi danh bầu cử ở các tiểu bang dao động. Lệnh này được đưa ra một ngày sau khi vụ kiện của biện lý quận thành phố là Larry Krasner được chuyển lên tòa án liên bang theo yêu cầu của giám đốc điều hành công ty Tesla, ông Elon Musk, và Ủy ban Hành động Chính trị nước Mỹ của ông ấy. Vụ kiện của Krasner cáo buộc ông Musk và PAC của ông ấy, những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump thay vì bà Kamala Harris, về việc điều hành một cuộc xổ số bất hợp pháp. Yêu cầu của biện lý quận Philadelphia Larry Krasner nhằm ngăn chặn ông Musk và ủy ban của ông trao thêm bất kỳ giải thưởng nào cho các cử tri tại Pennsylvania sẽ được một thẩm phán tại tòa án quận Philadelphia thụ lý vào sáng ngày thứ hai tuần tới. Một phiên điều trần về yêu cầu của Krasner đã bắt đầu diễn ra tại tòa án tiểu bang đó vào sáng thứ năm, nhưng phiên điều trần đã sớm kết thúc sau khi một thẩm phán tại đó cho biết việc ông Musk chuyển vụ kiện lên tòa án liên bang đã ngăn cản mọi hành động tại tòa án tiểu bang. Krasner đã lên tiếng cáo buộc ông Musk và PAC điều hành một cuộc xổ số bất hợp pháp và cố gắng tác động đến các cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống giữa hai ứng cử viên Cộng hòa và Dân chủ Donald Trump và Kamala Harris. Những người ủng hộ ông Trump cũng bị cáo buộc trong vụ kiện vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của tiểu bang. Thẩm phán tòa án quận Hoa Kỳ Gerald Papert trong phán quyết của mình vào ngày thứ Sáu đã trả lại vụ kiện cho tòa án dân sự, đã bác bỏ lập luận của luật sư của Musk rằng vụ kiện nên được giải quyết tại tòa án liên bang Philadelphia vì nó liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Nhưng thẩm quyền của câu hỏi liên bang không phụ thuộc vào động cơ của nguyên đơn khi nộp đơn kiện, mà nó phụ thuộc vào việc các vấn đề pháp lý phát sinh từ các khiếu nại bắt nguồn từ luật liên bang hay luật tiểu bang. Papert, người được cựu tổng thống Barack Obama bổ nhiệm, đã viết như trên. Papert cũng cho biết là các bị cáo đã không xác định được bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến luật liên bang phải được giải quyết có lợi cho DA để chứng minh khiếu nại theo luật tiểu bang. Văn phòng
của Biện lý Krasner trong một tuyên bố vào ngày thứ Sáu cho biết phán quyết này phù hợp với lập luận của Biện lý quận rằng nỗ lực vào phút chót của America Park và ông Musk nhằm đưa vụ kiện ra khỏi tòa tiểu bang ở Philadelphia là trái luật. Hãng tin CNBC đã yêu cầu bình luận từ luật sư của ông Musk và kể cả từ người đại diện của America Park, nhưng chưa nhận được phản hồi. Vẫn liên quan đến công ty Boeing, công nhân Boeing sẽ bỏ phiếu vào thứ Hai về hợp đồng mới để kết thúc cuộc đình công. Công nhân đình công tại Boeing sẽ bỏ phiếu cho một đề nghị hợp đồng mới vào ngày thứ Hai tuần tới. Đề nghị giữa Boeing và công đoàn bao gồm tăng lương gộp lại lên tới hơn 43% trong thỏa thuận kéo dài 4 năm. Đề nghị này cũng bao gồm việc tăng phần đóng góp vào quỹ hưu trí 401k của nhân viên. Tuy nhiên, đề nghị này vẫn không khôi phục kế hoạch lương hưu rất lớn gọi là Defined Benefit Plan mà công đoàn đã mất một thập niên trước đây. Đề nghị hợp đồng mới cũng là một mức tăng khiêm tốn so với đề nghị mà hơn 30.000 công nhân đình công đã từ chối chỉ hơn một tuần lễ trước. Trong một tuyên bố, Liên đoàn Lao động đang thúc giục các thành viên hãy chấp nhận thỏa thuận mới và nói rằng họ có nguy cơ nhận được một lời đề nghị ít hơn trong tương lai. Các kinh tế gia ước tính cuộc đình công kéo dài 7 tuần đã gây thiệt hại hơn 11.5 tỷ Mỹ kim và khiến nó trở thành cuộc đình công tốn kém nhất của người Mỹ trong thế kỷ thứ 21 này. Tuy kết quả của cuộc bỏ phiếu vào thứ Hai vẫn chưa chắc chắn, ban lãnh đạo công đoàn đã thúc đẩy các thành viên chấp nhận đề nghị lần này. Cuộc đình công không chỉ ảnh hưởng đến công ty Boeing làm tăng thêm hàng tỷ Mỹ kim mà công ty này đã thất thoát, mà còn ảnh hưởng đến các hãng hàng không không nhận được những chiếc máy bay mới hiệu quả hơn như là Boeing đã hứa, cũng như hàng loạt nhà cung cấp phụ tùng và vật liệu của Boeing trải rộng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Mặc dù gặp nhiều vấn đề, Boeing vẫn là một thế lực chính trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Bản báo cáo việc làm hàng tháng mới nhất của Bộ Lao động Hoa Kỳ sáng nay cho thấy 44.000 việc làm đã bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công vào tháng 10, không chỉ tính có 33.000 nhân viên đình công mà còn tính cả những công nhân tại Boeing và các nhà cung cấp của công ty này. Tuy không đình công nhưng đã bị tạm thời sa thải vì cuộc đình công đã làm ngưng trệ hoàn toàn hoạt động sản xuất máy bay thương mại tại công ty hàng không khổng lồ Boeing này. Các cử tri tại California trong cuộc bầu cử năm nay sẽ có thể quyết định liệu cuộc bầu cử này có nên tăng mức lương tối thiểu của tiểu bang lên 18 Mỹ kim một giờ hay không. Và đây sẽ là mức lương cao nhất tại Hoa Kỳ. Biện pháp bỏ phiếu được gọi là đề nghị 32 hay là dự luật 32 kêu gọi tăng ngưỡng lên 17 Mỹ kim trong phần còn lại của năm 2024 và sau đó sẽ lên 18 Mỹ kim vào tháng Giêng đối với những người sử dụng lao động có hơn 25 nhân viên. Những người sử dụng lao động nhỏ hơn sẽ phải trả mức lương tối thiểu là 17 Mỹ kim vào năm tới và 18 Mỹ kim vào năm 2026. Mức lương này sẽ được điều chỉnh theo lạm phát sau đó, mặc dù mức tăng sẽ không quá 3.5% cho một năm. Việc tăng mức lương tối thiểu lên 18 Mỹ kim sẽ giúp cho những người lao động được trả lương ở ngưỡng đó sẽ có thêm được khoảng 3.000 Mỹ kim mỗi năm. Và ước tính sẽ có khoảng 2 triệu người lao động sẽ có ảnh hưởng về cái vấn đề tăng lương này. Hiện tại thì mức lương tối thiểu của tiểu bang California là 16 Mỹ kim và nó sẽ được tăng lên 16.5 Mỹ kim vào năm tới. Khoảng 40 địa phương hiện nay có mức lương tối thiểu cao hơn ngưỡng của tiểu bang, bao gồm 6 địa phương cao hơn 18 Mỹ kim. California là một trong những tiểu bang tích cực nhất trong việc tăng lương tối thiểu cho công nhân. Và đây là tiểu bang đầu tiên thông qua luật tăng ngưỡng lên 15 Mỹ kim. Nó có hiệu lực từ năm 2022 đối với các chủ lao động lớn hơn và năm tới đối với các chủ lao động nhỏ hơn. Thêm vào đó, tính đến tháng 4 năm ngoái thì gần nửa triệu công nhân tại các nhà hàng bán thức ăn nhanh, những hệ thống lớn đang được trả ít nhất là 20 Mỹ kim một giờ. Luật lương tối thiểu dành cho nhân viên chăm sóc sức khỏe sẽ dần dần tăng lương theo giờ của khoảng 365.000 nhân viên lên ít nhất là 25 Mỹ kim, đã bắt đầu có hiệu lực kể từ hồi tháng 10 vừa qua. Giống như hầu hết các cuộc tranh luận về mức lương tối thiểu thì dự luật 32 đã thu hút một loạt những người ủng hộ, chẳng hạn như các tổ chức lao động, những người cho rằng mức tăng này là cần thiết để theo kịp chi phí sinh hoạt hiện nay, cũng như những người phản đối bao gồm các nhóm nhà hàng và doanh nghiệp, những người cảnh báo về việc sa thải và tăng giá nếu biện pháp này được chấp thuận. Và cuối cùng là bản tin về việc tránh mất ngủ vì thay đổi giờ vào cuối tuần này. Đừng quên vặn đồng hồ lùi lại một giờ vào cuối tuần này. Khi giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày kết thúc thì một số người có thể cảm thấy như họ có thêm một giờ để ngủ. Nhưng các chuyên gia cho biết nhiều khi chúng ta thực sự mất ngủ trong thời gian thay đổi giờ như vậy. Sau đây là vài mẹo để giúp quý vị và gia đình tránh mất ngủ.
giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày kết thúc đúng 2 giờ sáng ngày Chủ nhật 3 tháng 11. Vì vậy, trước khi đi ngủ tối thứ Bảy, quý vị hãy vặn đồng hồ lùi lại 1 giờ. Bác sĩ Chaffin Watkins Hart là chuyên gia về giấc ngủ nhi khoa tại Bệnh viện National Jewish Health cho biết, bất cứ khi nào có sự thay đổi giờ lớn, chúng ta có xu hướng mất ngủ hoặc giấc ngủ kém phẩm chất hơn. Bác sĩ Hart nói việc thay đổi giờ giấc có thể gây khó khăn cho mọi người, nhưng đặc biệt là trẻ em, người cao niên. Và bà khuyên những người có thói quen dậy sớm hãy tránh đi ngủ trễ. Bác sĩ Hart nhận xét, chúng tôi thấy tỷ lệ tai nạn an toàn tại nơi làm việc cao hơn vào mùa thu, khi mọi người bị thiếu ngủ vì họ thức khuya hơn, nhưng vẫn dậy vào cùng thời điểm. Chúng tôi cũng thấy rất nhiều thay đổi về tâm trạng và tỷ lệ trầm cảm cao hơn. Để giúp cả gia đình có đủ giấc ngủ, bác sĩ Hart cho biết hãy bắt đầu trì hoãn giờ ăn và giờ đi ngủ, khoảng 15 cho đến 30 phút trước khi thay đổi giờ giấc, 2-3 ngày trước. Nếu bạn quen sử dụng dụng cụ thiết bị trước khi đi ngủ thì hãy bảo đảm bộ lọc ánh sáng xanh được bật lên. Hãy giữ phòng tối mát mẻ để thúc đẩy giấc ngủ phẩm chất cao. Tránh ngủ trưa quá lâu trong ngày. Tiếp xúc với ánh sáng khi đến giờ thức dậy và đừng thức quá khuya vài đêm trước khi đổi giờ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em. Bác sĩ Hart cũng nói rằng trẻ em cũng cần ra ngoài chơi và chơi trong những ngày trước và sau khi thay đổi giờ để cho cơ thể của các em sẵn sàng nghỉ ngơi khi đến giờ ngủ. Và đối với người lớn tuổi, những người có thể gặp khó khăn khi đổi giờ, bác sĩ đề nghị sử dụng đến trị liệu bằng ánh sáng mô phỏng ánh sáng mặt trời có thể giúp cho một người thức khuya hơn một chút cũng như là giúp cho tinh thần họ tỉnh táo để tiếp xúc với những người khác. Và đó là những lời khuyên để chúng ta tránh bị mất ngủ trong lúc đổi giờ. Thường thường Thanh Thảo cứ trước khi đi ngủ tối thứ Bảy là vặn đồng hồ lại ngược trước một tiếng. À. Là sáng Chủ nhật là mình đúng giờ. Không, mà bây giờ là mình lùi là mình lời thêm một tiếng đúng không? Đó là nói lời chứ sự thật có phải lời. Mình tưởng tượng như vậy. À. Dạ. Nhưng mà mình cảm thấy cái thời giờ nó dài hơn dạ, chút vâng. xíu. Nhưng mà bây giờ mỗi lần đi làm thì cái điều mà tôi vào cái mùa này đó thì hay buồn lắm. Dạ. Tại vì là sáng thì ánh sáng nó lên sơ trễ và chiều thì khoảng 5 giờ mình ra, khi mà lùi cái đồng hồ tiếng đó 5 giờ mình ra khỏi sở làm, sau khi đọc bản tin này đi ra là trời tối thui rồi, trong lòng nó buồn. Nhưng mà mình về là mình nghĩ là à, dù sao thì cái mùa này thì mình sắp sửa mình được coi những cái văn đèn ở những cái đó là Noel đó. Nhưng mà trước đó là còn Thanksgiving nữa, anh còn gà tây thì bây giờ là mình đã thấy đèn về Halloween rồi đây nè thì cũng đỡ rồi, tới Thanksgiving rồi tới khi mùa văn đèn thì mình dù sao thì cũng còn là nhưng mà trước khi tới vui. Trước khi tới Thanksgiving mình có ngày gì? Ngày bầu cử. Phải không ạ? 5 tháng 11 chúng tôi xin nhắc quý vị, ngày thứ ba 5 tháng 11 Đài Việt Fest TV sẽ có một chương trình truyền hình tường trình trực tiếp về cuộc bầu cử. Chúng tôi bắt đầu chương trình lúc 8 giờ tối giờ California, bởi vì lúc đó là giờ mà các phòng phiếu tại California bắt đầu đóng cửa. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ có những phần tường trình rất là sôi động với những vị khách mời. Mời quý vị nhớ đón xem chương trình này vào ngày thứ ba. Chương trình sẽ kéo dài từ 8 giờ cho đến khoảng 11, 12 giờ khuya thưa quý vị. Chúng tôi cố gắng để có thể có được những cái tin tức mới nhất liên quan đến kết quả. Nhưng mà chắc chắn rồi, theo các chuyên gia, kết quả cũng sẽ có thể sớm nhất thì cũng phải 4-5 ngày sau đó là chúng ta biết được những cái thủ tục và nhất là các tiểu bang chiến trường. Dạ, vâng. Đặc biệt nó hơi khó khăn một tí. Vâng. Và thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Việt Face Tonight. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ hai tuần tới. Anh Dũng, Thanh Thảo và toàn ban phát hình Việt Face TV xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Phoenix Star Insurance, công ty duy nhất cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu bảo hiểm của quý vị. Kim Loan và Thi Loan được thành lập hơn 17 năm. Chúng tôi sản xuất các loại giò chả, nem chua, chả cá dưới sự kiểm duyệt của USDA và FDA. Công ty có thêm dòng sản phẩm mới là 3 loại bánh bao rất thơm ngon. Gọi ngay 714-657-5901. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Hi, chào quý vị, tôi tên là Đăng Đào. Mời quý vị đến Phoenix Star Insurance. Hơn 12 năm qua, chúng tôi chuyên về bảo hiểm Medicare cho người cao niên từ 65 tuổi trở lên. Mời quý vị đến đây và cho chúng tôi một cơ hội để giúp quý vị tìm ra những chương trình tốt nhất phù hợp với nhu cầu quý vị. Tôi tên là Lãnh Đạo, xin hãy gọi cho tôi ở số điện thoại 714-467-5185. Chúng tôi xin hân hạnh được phục vụ quý vị. Xin chào quý vị. Kim Loan và Thi Loan được thành lập hơn 17 năm. Chúng tôi sản xuất các loại giò chả, nem chua, chả cá dưới sự kiểm duyệt của USDA và FDA. Công ty có thêm dòng sản phẩm mới là 3 loại bánh bao rất thơm ngon. Sản phẩm của Kim Loan và Thi Loan đã được bán rộng rãi trong các siêu thị tại California và các tiểu bang. Tiêu chí hàng đầu của chúng tôi là đưa đến tay khách hàng tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất với hương vị đậm đà quê hương.
chúng tôi có giá sỉ và lẻ cho khách hàng và các siêu thị. Đặc biệt, chào mừng mùa lễ sắp tới, khách hàng mua trên 40 đồng sẽ có quà tặng. Kim Loan tọa lạc tại góc đường Garden Grove và Fairview, 13321 Garden Grove Boulevard, Suite L. Mở cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy, 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chỗ đậu xe thoải mái, gọi ngay 714-657-5901.